bài chính sách ông thường mô tả hay nghe nói ta hãy đại hội ngại tên công gì vì nó chỉ là ngưỡng chân ta nó chống lại đại nghị ta làm trách ta vi phạm lệ luật và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo ta hãy coi những lời nó nói có phải không và nghiệm xem kết cuộc đời nó sẽ thế nào nếu đây công chính là con tin Chúa hắn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù ta hãy hạ nhục và tra tấn nó để biết nó hiền hòa làm sao và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào nào ta kết án cho nó chết nhục nhã vì cứ như nó sẽ được Thiên Chúa hiến thân. Thiên vị cũng chẳng giả hình người xem.